Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy giá rẻ nha các bạn. Thì hôm nay mình lại cập nhật cái lô tay ga cho mọi người nha. Những cái dòng xe mà mình nghĩ là các bạn nữ rất là thích luôn. Đó là dòng SH này, SH1, SH cao và dòng Vision nha. Thì đồng hành giới thiệu mình trong hôm nay thì có Liên sẽ hỗ trợ giới thiệu cho anh chị và các bạn ha. Mời Liên. Xin chào mọi người nha. Thì theo yêu cầu của mọi người á thì mọi người yêu cầu Liên quay một số dòng xe nói chung hỗ trợ cho nữ á, những bạn nữ rất là thích như SH-MO nè và Vision, và một số bạn nữ cao á, thì lại thích SH-Nam. Thì đồng hành hôm nay thì Liên sẽ cập nhật giá mới nhất đầu tháng 11 cho mọi người. Thì bên cạnh Liên đang có hai em SH-MO phiên bản cá tính, bánh mâm màu đen nha. Nó sẽ còn có phiên bản thời trang, nó sẽ là bánh mâm màu bạc giống như bên này nè, giống như cái con SH-Nam này nè, nó sẽ là bánh mâm màu bạc. Thì với giá SH-MO á, thì nó sẽ có phiên bản CBS và ABS. ABS thì nó chia ra là phiên bản thời trang và phiên bản cá tính. Thì giá nó đang dao động giữa tháng 11 á, là 60 triệu cho tới 68 triệu là giá xe đã bao gồm VAT cho mọi người rồi. Còn mọi người làm biển số ở đâu á thì có thể nhắn tin qua Zalo cho Liên, Liên báo thêm tiền biển số cho mọi người nha. Trả trước bao nhiêu em? Dạ, thì đối với dòng SH này á, mọi người chỉ cần trả trước từ 15 triệu trở lên, phiên bản thấp nhất 15 triệu nè, hoặc từ 15 đến 25 triệu là mọi người đã mua được rồi nha. Phiên bản cao cấp nhất á, thì mọi người cũng chỉ cần trả trước từ 25 triệu trở lên mọi người mua được. Thì theo Liên nói rồi đó, thì chỉ cần căn cước công dân gắn chip thì mọi người đã mua được, còn không thì là chứng minh nhân dân với lại sổ hộ khẩu hoặc chứng minh nhân dân với lại bằng lái xe là mua được nha. Và bên đây là một số mẫu SH-Nam. Thì bên Liên có 125 và 150. 125 thì nó sẽ có hai phiên bản là ABS và CBS. Thì giá của CBS là 80 triệu. Mọi người chỉ cần trả trước từ 20 triệu trở lên là mình mua được. Còn đối với cái dòng ABS đó thì giá là 90 triệu. Mọi người trả giúp Liên là 25 triệu trở lên nha. Còn với SH150 thì giá đang là 99 triệu và 109, là cũng phân biệt ra hai dòng là ABS và CBS á. Mọi người trả trước từ 28 đến 30 triệu là mình mua được nha. Đối với dòng SH thì bên Liên có thể có đủ màu. Mọi người ví dụ như ở xa đừng có lo lắng, vì dòng Honda này sẽ được bảo hành chính hãng, nên khi mà mọi người mua bên Liên sẽ giao sổ bảo hành cho mọi người về. Ở đâu thì mọi người ra hãng nó bảo hành thôi, không phải chạy ngược lại bên Liên bảo hành đâu. Rồi. Và vô đây thì Liên giới thiệu cho mọi người một số mẫu Vision nha. Và đây là mẫu Vision 2021. Thì Vision thì nó sẽ có bốn phiên bản, đó là tiêu chuẩn, cao cấp, đặc biệt và cá tính. Thì một số phiên bản nè, nó sẽ có phân biệt luôn là chìa khóa và khóa xịn mắt cây luôn nha. Thì giá của Vision á, sẽ dao động từ 31 triệu tới 37 triệu. 37 triệu là phiên bản cao cấp nhất, là phiên bản cá tính á. Như em này nè, em này là phiên bản cá tính nè, mọi người để ý nè. Phiên bản cá tính nó sẽ có thêm cái tem, hai bên tem đằng sau cho mọi người nha. Thì với dòng xe này bên Liên vẫn hỗ trợ trả góp cho mọi người. Mọi người chỉ cần trả trước từ 4 triệu trở lên là mình mua được rồi nha. Đối với dòng Vision, nhiều bạn nữ ví dụ như mình có thể thích Vision, tại vì Vision á, hiện nay á, nó cái chiều cao của nó ngang ngửa với lại SH-MO luôn, nó không thấp nữa đâu nha. Nên mọi người có thể mua Vision. Vision thì cũng vậy, bảo hành chính hãng nha. Và bên Liên đang ưu đãi cửa hàng á, là khi mà khách hàng lên cửa hàng có liên hệ trước với Liên á, Liên sẽ hỗ trợ mọi người từ 500 tới 1 triệu tiền xăng nha, và quà tặng ưu đãi của cửa hàng. Khi mà mọi người có bạn bè hay người thân gì đó mà giới thiệu cho Liên, Liên vẫn gửi tiền hoa hồng cho mọi người từ 500 tới 1 triệu nha. Và xuống đây thì Liên giới thiệu thêm một số mẫu AB đi. AB cho mọi người. Có nhiều anh chị tham khảo cho chồng gì đó mình thích AB á. AB thì nam chạy rất là nam tính luôn. Đây nha mọi người, là một số mẫu AB nè. Bên Liên thì có từ 125 tới 150. AB thì nó cũng sẽ có những màu cơ bản, đặc biệt cơ bản và những màu đặc biệt nha. Ví dụ như em này nè, em này là em 150 màu xanh mà dạng như xanh nhớt các mọi người. Cà vẹt của nó em nó sẽ là xanh đen nha. Phiên bản này là phiên bản đặc biệt, dạ. Phiên bản đặc biệt của dòng 150 thì giá em nó là đang là 50 triệu. Còn bên đây thì 125, phiên bản đặc biệt của nó sẽ là màu đen nhám. Phiên bản này là giá là 39 triệu. Còn ví dụ như mọi người mua những cái phiên bản thường á, như màu này là 125 phiên bản thường nè,
thì giá của em nó là 38 triệu. Còn phiên bản màu thường của AB150 á thì giá của nó là 48 triệu nha mọi người. Đây. Cái dòng này mình trả trước sao em? Dạ, khi mà mình mua AB125 á thì mình trả trước từ 3 triệu trở lên giúp em là được. Còn 150 thì mình trả trước từ 5-6 triệu trở lên nha. Còn một số dòng mà bên cửa hàng đang hỗ trợ không trả trước á, thì bên Liên có ra clip rồi đó. Mọi người có thể kéo lại và xem những clip mà dòng xe đang hỗ trợ ưu đãi không trả trước cho mọi người nha. Rồi, thì đó là Liên đã giới thiệu dòng SH, Vision và AB cho mọi người ha. Ba dòng tay ga mà nói chung là rất là nhiều người ưa chuộng. Thì các bạn nào mua thì mình cứ kết bạn qua Zalo của Liên để mà Liên hỗ trợ. Mọi người xem thì nhớ like chia sẻ. Các bạn cần Liên báo giá những cái dòng nào mọi người cứ comment bên dưới nha. Còn đặc biệt là mọi người cứ kết bạn qua Zalo đi để mà được hưởng ưu đãi cho mọi người, được tư vấn cụ thể chi tiết ha. Rồi, ok, xin chào ha.